Và bây giờ là hướng dẫn sử dụng tân điện tử Tanita KD200 anh chị ha. Nhưng mà đầu tiên chúng ta quan tâm nè, là mẫu này nó có 3 mức cân tối đa: 1kg độ chính xác 1g, 2kg độ chính xác 2g, 5kg độ chính xác 5g. Và 3 mức cân này nó bằng giá tiền nhau, cho nên là mình tùy theo cái độ chính xác mà mình cần á, thì mình chọn mức cân tối đa. Ví dụ ở đây mình cần độ chính xác là 1g thì mình chọn cái mức cân tối đa là 1kg. Hay là tương tự mình cần cái độ chính xác 2g thì mình sẽ chọn mức cân tối đa là 2kg. Hay là mình cần cái độ chính xác 5g thì mình sẵn lòng mình chọn cái mức cân tối đa là 5kg để cân được nhiều hơn. Vì bằng giá tiền nhau nha, cho nên là mình sẽ tùy theo cái độ chính xác mà mình chọn. Còn hướng dẫn sử dụng thì cực kỳ đơn giản thôi. Cân này chỉ có 2 phím bấm, mình bấm on để khởi động, bấm on để khởi động, bấm on để khởi động. Thì sau khi mà chúng cân khởi động xong, cân hiển thị zero thì mình bỏ hàng hóa lên cân thôi. Đây, ví dụ như cái trong sản xuất kinh doanh thì người ta cân cái cục băng keo này thì nó là 194g, thì chúng ta ghi nhận là 194g. Rồi, cân này cũng được sử dụng trong nông sản. Cân gem tiêu hay cân cà phê, cân đền lừa hạt điều, thì muốn cân những hạt tròn như vậy thì cần một cái tô như thế này, và chúng ta cần bấm trừ bì thì chúng ta lại tiếp tục bấm phím on là cân trở về zero. Sau đó chúng ta đổ tiêu, đổ điều, đổ hàng mẫu vào đây. Ví dụ như vậy là chúng ta ghi nhận ở đây là 94g. Chỉ đơn giản như vậy thôi anh chị ha. Còn muốn tắt cân thì đơn giản lắm. Đây, chúng ta chỉ bấm off là tắt. Bấm off là tắt. Bấm off là tắt. Đơn giản như vậy. Và cân này sử dụng 4 viên pin tiểu, cho nên là khi mà anh chị không sử dụng trong thời gian dài thì anh chị nhớ tháo pin ra anh chị ha, để cân được bền hơn. Rồi nếu cần thêm sự hỗ trợ kỹ thuật nào về hướng dẫn sử dụng hay về sửa cân điện tử Tanita KD200 thì anh chị có thể liên lạc nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị màn hình, đó là 0909 899 833 anh chị ha. Kênh điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị nhiều ạ.